biến đổi khí hậu khiến nhiệt độ trái đất tăng cao, gây hiện tượng nắng nóng kéo dài ảnh hưởng nghiêm trọng đến sức khỏe vật nuôi như giảm sức sinh trưởng, giảm khả năng cho thịt, giảm sản lượng và chất lượng sữa, giảm khả năng sinh sản, giảm ăn, kéo dài thời gian chăn nuôi. Do vậy, giải pháp khống chế và giảm tác động của stress nhiệt trong chăn nuôi đóng vai trò cực kỳ quan trọng. Sản phẩm Parace do công ty cổ phần thuốc thú IRTD nghiên cứu, bào chế và sản xuất bởi công nghệ hiện đại là giải pháp hàng đầu giúp hạ sốt, giảm nhiệt chống nóng hiệu quả, giúp khắc phục tình trạng vật nuôi stress nhiệt, cảm nắng, cảm nóng, mất sức. Trong đó, thành phần chính là paracetamol có tác dụng giảm đau, hạ sốt. Và vitamin C là chất chống oxy hóa mạnh mẽ giúp vật nuôi tăng cường đáp ứng miễn dịch, chống nhiễm trùng, chống stress hiệu quả. Sản phẩm có thành phần hiệp đồng giữa paracetamol và vitamin C giúp nâng cao hiệu quả sử dụng thuốc, giảm sốt cao, giải nhiệt tốt, ngăn ngừa stress do nhiệt độ cao, mật độ nuôi cao, thay đổi thời tiết, giảm đau nhanh, giảm sưng phù ở vết thương. Thuốc rất tốt khi phối hợp với các kháng sinh để hỗ trợ trong điều trị những bệnh cấp tính, nâng cao sức đề kháng của cơ thể, tăng hiệu quả điều trị. Để đạt hiệu quả cao trong các trường hợp bệnh, bà con nên sử dụng liều lượng và cách dùng theo khuyến cáo của nhà sản xuất như sau: trộn thức ăn hoặc hòa nước cho uống. Đối với gia cầm, thủy cầm, gà, vịt, cút, 1g trên 2 lít nước uống. Đối với gia súc, heo, trâu, bò, dê, cừu, 1g trên 4 lít nước uống hoặc 1g trên 2kg thức ăn. Parace là lựa chọn hàng đầu giúp hạ sốt nhanh, giải nhiệt tốt, tăng sức đề kháng, chống stress. Hiện sản phẩm đã có mặt tại các đại lý trên toàn quốc. Mọi thông tin, sản phẩm và tư vấn kỹ thuật, bà con vui lòng truy cập website www.rtd.com.vn hoặc liên hệ hotline 0977418656 hoặc 0913540810 để được tư vấn. Chúc bà con chăn nuôi thành công. Trân trọng cảm ơn.